Tâm Trường là về một mẫu xe rất là hot trên thị trường quý vị nha. Và một mẫu xe này là một mẫu xe rất là giữ giá cho đến thời điểm hiện tại quý vị nhé. Từ hơn một năm trở lại đây thì tất cả các mẫu xe SUV đều đã xuống giá rất là nhiều, nhưng riêng mẫu xe Ford Everest thì đã giữ được nguyên phong độ rất là lâu dài quý vị nhé. Thì em Trường lên sóng một chiếc xe với Ford Everest bản 2 cầu Titanium, năm sản xuất 2022 nhưng mang form dáng của 2023 và lăn bánh đăng ký lần đầu tháng 3 năm 2023 quý vị nhá. Xe đã lăn bánh được 2 vạn km với nước sơn zin 100%, và với một anh chủ xe đi vô cùng là giữ xe, vì vậy nên từ nội thất đến ngoại thất thì còn rất là mới. Mời quý vị cùng em Trường đi vào nội thất và ngoại thất để chúng ta kiểm chứng chiếc xe này. Như trên màn ảnh quý vị đang quan sát thì là phần đầu xe thì còn là nguyên bản theo nhà sản xuất quý vị nha, và còn rất là mới. Với một chiếc xe vừa về tới cửa hàng chưa spa dọn dẹp thì em Trường đã lên sóng để gửi tới quý vị và quý anh chị tham khảo qua màn ảnh quý anh chị nhé. Titanium 2 cầu là bản cao cấp nhất của mẫu xe Ford Everest. Ngoại thất của chiếc xe này là màu bạc mới quý vị nhé, từ lốp láp hay là la răng đấy ạ. Mọi góc cạnh của chiếc xe thì quý vị hãy quan sát để chúng ta đánh giá cảm nhận về chiếc xe. Nước sơn zin 100% quý vị nha. Với nội thất thì còn rất là mới, với anh chủ khá là giữ xe. Đó. Đăng ký lăn bánh tháng 3 năm 2023. Vì vậy chiếc xe cũng thời gian đưa vào sử dụng cũng chưa là nhiều quý vị nhá. Mới chỉ được mấy tháng thôi. Nhưng anh chủ xe này cũng quê ở tương đối xa, vì vậy nên là anh chủ cũng di chuyển với km cũng khá là nhiều so với đời, so với ngày đăng ký quý vị nhá. Đó. Nhưng nội thất ngoại thất thì còn rất là mới. Từ nội thất cho đến phần đuôi xe đấy ạ. Đó. Mời các bác tham quan qua một chút để đánh giá và trải nghiệm chiếc xe bản 2 cầu. Bản 2 cầu là bản full rồi quý vị nhá. Vì vậy với trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn ở trên chiếc xe, cho đến từ gầm xe, mọi cái lốp lắp, 5 lốp là còn theo xe quý vị nhá. Lốp sơ cua thì chưa hạ, la răng thì cả 4 quả chưa hề có một chút xước sắc. Và chiếc xe thì đang được chào bán bên em với mức giá rất là tốt quý vị nhá. Sẽ rẻ hơn so với quý vị và các bạn đi mua một chiếc xe mới, đâu đó rơi vào khoảng 250 triệu đến 270 triệu quý vị nhá. Chiếc xe thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ là 1 tỷ 375 triệu, có thể thương lượng giá một chút quý vị nhé. Thì nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nhé. Và chiếc xe thì được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước. Máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản và còn nguyên bảo hành hãng cho đến 2026 quý vị nhé. Và chiếc xe vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua qua ngân hàng, hãy liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường hỗ trợ tư vấn và giải đáp quý vị nhé.